Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 109. Hỡi Đức Chúa Trời mà tôi ngợi khen, xin chớ nín lặng, vì miệng kẻ ác và miệng kẻ gian lận hả ra nghịch tôi. Chúng nó nói nghịch tôi bằng lưỡi láo xược, vây phủ tôi bằng lời ghen ghét và tranh đấu với tôi vô cớ. Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi, nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện. Chúng nó lấy giữ trả lành, lấy ghét báo thương. Hãy đặt một kẻ ác cai trị nó, cho kẻ cừu địch đứng bên hữu nó. Khi nó bị đoán xét, nguyện nó ra kẻ có tội, và lời cầu nguyện nó bị kể như tội lỗi. Nguyện số các ngày nó ra ít, nguyện kẻ khác chiếm lấy chức phận nó đi. Nguyện con cái nó phải mồ côi và vợ nó bị góa bụa. Nguyện con cái nó hoang đàn và ăn mày, phải đi xin ăn xa khỏi nhà hoang của chúng nó. Nguyện chủ nợ tận thủ mọi vật nó có, kẻ ngoại cướp lấy huê lợi về công lao nó. Nguyện chẳng ai làm ơn cho nó, không ai có lòng thương xót con mồ côi nó. Nguyện dòng dõi nó bị diệt đi, tên chúng nó bị xóa mất trong đời kế sau. Nguyện sự gian ác tổ phụ nó bị nhắc lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Nguyện tội lỗi mẹ nó không hề bôi bỏ được. Nguyện các tội ác ấy hằng ở trước mặt Đức Giê-hô-va, để Ngài cất kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Bởi vì người không nhớ làm ơn, song bắt bớ người khốn cùng thiếu thốn, và kẻ có lòng đau thương đặng giết đi. Nó ưa sự rủa sả, sự rủa sả bèn lâm vào nó, cũng không thích chút phước, phước bèn cách xa nó. Nó cũng mặc mình bằng sự rủa sả, khác nào bằng cái áo. Sự rủa sả chuông thấm vào thân nó như nước, vô xương cốt như dầu. Nguyện sự rủa sả vì nó làm như cái áo để đắp mình, như cái đai để thắt lưng luôn luôn. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ cừu địch tôi, và cho những kẻ nói hành linh hồn tôi. Nhưng hỡi Chúa Giê-hô-va, nhân danh Chúa xin hãy hậu đãi tôi. Vì sự nhân từ Chúa là tốt, xin hãy giải cứu tôi. Vì tôi khốn cùng thiếu thốn, lòng tôi bị đau thương trong mình tôi. Tôi qua đời như bóng ngã dài, bị đuổi đây đuổi đó khác nào cào cào. Gối tôi run yếu vì kiêng ăn, thịt tôi ra ốm không còn mập nữa. Tôi cũng thành sự sỉ nhục cho chúng nó. Hễ chúng nó thấy tôi bèn lắc đầu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin giúp đỡ tôi, cứu tôi theo sự nhân từ Chúa, hầu cho người ta biết rằng ấy đây là tay Chúa, chính Ngài, Đức Giê-hô-va ơi, đã làm điều đó. Chúng nó thì rủa sả, nhưng Chúa lại ban phước. Khi chúng nó dấy lên, ắt sẽ bị hổ thẹn, còn kẻ tôi tới Chúa sẽ được vui vẻ. Nguyện kẻ cừu địch tôi phải mặc mình bằng sự sỉ nhục, bao phủ mình bằng sự hổ thẹn nó, khác nào bằng cái áo. Bây giờ miệng tôi sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va, ngợi khen Ngài ở giữa đoàn đông, vì Ngài đứng bên hữu người thiếu thốn, đặng giải cứu người khỏi kẻ đoán xét linh hồn người. Chương 11. Ôi, chớ chi anh em dung chịu sự dồ dại của tôi một ít. Phải, anh em nên dung chịu, vì về anh em tôi rất sốt sắng, như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời. Bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng tôi ngại rằng, như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tin lành khác với tin lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Nhưng tôi tưởng rằng, dầu các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Về lời nói, tôi dầu là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường. Đối với anh em,
chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự. Tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên. Vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả, vì các anh em ở xứ Macedon đến đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A Chai không ai cất lấy sự tôi khoe mình đã được. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết. Xong điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trỗi hơn chúng tôi được. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Tôi lại nói rằng, chớ có ai xem tôi như kẻ dại dột. Nếu vậy thì hãy nhận tôi như kẻ dại dột, hầu cho tôi cũng khoe mình ít nhiều. Điều tôi nói là khi tôi lấy sự quả quyết dường ấy mà khoe mình, thì chẳng phải nói theo Chúa, song như kẻ dại dột vậy. Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình. Vì anh em là kẻ khôn ngoan lại vui mừng dung chịu kẻ dại dột. Phải, anh em hay chịu người ta bắt mình làm tôi tớ, hay là nuốt sống, hay là cướp bóc, hay là tự cao mà khinh dễ anh em, vả trên mặt anh em. Tôi làm hổ thẹn cho chúng tôi mà nói lời này. Chúng tôi đã tỏ mình ra là yếu đuối. Nhưng, ví bằng có ai dám khoe mình về sự gì? Tôi nói như kẻ dại dột, thì tôi cũng dám khoe mình. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Đã nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Ví phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu, là Đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng, biết rằng tôi không nói dối đâu. Ở thành Đa-mách, quan tổng đốc của vua Areta giữ thành của người Đa-mách để bắt tôi. Có người từ cửa sổ dòng tôi xuống bằng một cái giỏ dọc theo lưng thành. Ấy vậy là tôi thoát khỏi tay họ. Chương 13. Kế sau ấy xảy có việc này. Absalom, con trai của David, có một em gái ruột tên là Tama, rất lịch sự. Amnon, con trai của David, thương nàng. Amnon mê mệt vì cớ Tama em gái mình, đến đổi thành bệnh. Vì nàng là đồng trinh, lấy làm khó cho Amnon được chi với nàng. Vả, Amnon có một bạn hữu tên là Jonadab, con trai của Shimea, là anh David. Người này rất quỷ quyệt. Jonadab nói cùng Amnon rằng,
Hỡi vương tử, nhân sao một ngày một hao mòn như vậy? Vương tử sẽ thú thật với tôi chăng? Amnon đáp: Ta thương Tama, em gái của Absalom là em trai ta. Jonadab nói cùng người rằng: Vương tử hãy nằm trên giường làm bộ đau, rồi khi vua cha đến thăm hãy nói rằng: Con xin cha cho Tama, em gái con, đến cho con ăn. Nó sẽ dọn món ăn trước mặt con. Con sẽ thấy nó làm và sẽ nhận lấy đồ ăn từ nơi tay nó. Vậy Amnon nằm làm bộ đau. Vua đến thăm thì Amnon nói cùng vua rằng: Con xin cha cho Tama đến đây làm hai cái bánh nhỏ tại trước mắt con. Con sẽ nhận lấy bánh ấy nơi tay nó. David sai người đến cùng Tama, bảo nàng rằng: Hãy đi đến nhà Amnon, anh con, và làm món chi để ăn. Tama đi đến nhà anh mình, người đang nằm. Trước mặt người, nàng lấy bột mì, nhồi làm bánh nhỏ và hấp đi. Đoạn, nàng nhắc chảo nhỏ xuống và truốc bánh ra trong mâm. Nhưng Amnon từ chối không ăn, bèn nói rằng: Hãy biểu mọi người ra khỏi đây. Hết thảy đều lui ra. Bấy giờ Amnon nói cùng Tama rằng: Hãy bưng đồ ăn em đã dọn cho anh vào trong phòng, để anh nhận lấy nó từ nơi tay em. Tama bèn lấy các bánh nhỏ mình đã làm, bưng vào cho Amnon anh mình ở trong phòng. Nàng dâng bánh cho người ăn. Nhưng người vớ lấy nàng mà nói rằng: Em ơi, hãy đến ngủ cùng anh. Nàng đáp với người rằng: Không được anh, chớ làm nhục tôi, vì trong Israel người ta chẳng làm như vậy. Chớ phạm sự ô hạnh này, tôi sẽ mang sự sỉ nhục tôi đi đâu? Còn anh sẽ như một người ô danh trong Israel. Thà anh nói cùng vua thì hơn, vua chẳng cấm anh lấy tôi làm vợ. Nhưng Amnon không khứng nghe nàng, và vì người mạnh hơn, bèn gian hiếp nàng, nằm cùng nàng. Rồi đó Amnon lấy làm gớm ghét nàng quá, đến đổi tình người ghen ghét nàng lại lớn hơn tình thương yêu nàng khi trước. Amnon nói cùng nàng rằng: Hãy đứng dậy đi đi. Nàng đáp: Chớ đuổi tôi đi, mà làm cho tôi một sự quấy lớn hơn sự quấy anh đã làm rồi. Nhưng người không khứng nghe nàng, bèn gọi một đứa trẻ hầu hạ mà biểu rằng: Hãy đuổi đàn bà này ra khỏi trước mặt ta, rồi đóng cửa khóa chốt lại. Vả, nàng mặc một cái áo trong dài, vì các công chúa đều mặc áo như thế đang khi còn đồng trinh. Vậy, tôi tớ của Amnon đuổi nàng ra và đóng cửa lại. Tama bèn bỏ tro trên đầu mình, xé áo dài và bưng tay trên đầu, vừa đi vừa cất tiếng la. Absalom anh nàng hỏi nàng rằng: Có phải Amnon, anh của em đã nằm cùng em chăng? Thế thì hỡi em, hãy làm thinh, vì là anh của em, chớ lấy sự đó mà cực lòng quá. Như vậy, Tama ở riêng ra nơi nhà Absalom anh nàng. Vua David hay được các điều đó bèn giận lắm. Absalom chẳng còn nói cùng Amnon một lời nào, hoặc lành hay dữ, vì người ghét Amnon, bởi Amnon đã gian hiếp Tama, em gái mình. Cách hai năm sau, đang lúc Absalom hớt lông chiên mình tại Ba Anh Hát So gần Ephraim, người mời hết thảy các vương tử. Absalom đến cùng vua mà thưa rằng: Kẻ tôi tớ vua có những thợ hớt lông chiên nơi nhà. Vậy xin vua cùng quần thần của vua đến nhà kẻ tôi tớ vua. Nhưng vua đáp cùng Absalom rằng: Không được con, hết thảy chúng ta không đi đến nhà con, vì sẽ làm tổn phí cho con. Mặc dầu Absalom cố nài, David không chịu đi đến đó, nhưng David chúc phước cho người. Absalom bèn nói rằng: Nếu vua không đến, xin cho phép Amnon anh tôi đến cùng chúng tôi. Vua đáp: Cớ sao nó sẽ đi đến cùng con? Nhưng Absalom cố nài, đến đổi vua để cho Amnon và hết thảy vương tử đi với người. Vả, Absalom truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng: Hãy ý tứ, xem khi lòng Amnon vui vì rượu, và khi ta bảo các ngươi hãy đánh Amnon, thì bây giờ hãy giết hắn đi, chớ sợ chi.
ấy chính ta dặn biểu các ngươi làm điều đó, khá can đảm, tỏ mình ra mạnh bạo. Các tôi tớ Absalom xử Amnon y như người đã truyền cho họ. Bây giờ các vương tử đứng dậy, cởi lừa và chạy trốn. Đang khi các vương tử ở dọc đường, có tiếng thấu đến vua David rằng Absalom đã giết các vương tử rồi, không có một ai thoát khỏi. Vua đứng dậy, xé áo mình và nằm dưới đất. Hết thảy tôi tớ người đứng chầu gần bên, áo cũng xé rách. Nhưng Jonadab, con trai Shimea là anh David, cất tiếng nói rằng: Xin Chúa tôi chớ tưởng rằng các vương tử của Chúa đã bị giết hết, vì chỉ một mình Amnon bị chết thôi. Ấy là việc Absalom đã định ý làm từ ngày Amnon gian hiếp Tama, em gái của người. Ấy vậy xin vua Chúa tôi chớ tưởng rằng hết thảy vương tử đã chết, chỉ một mình Amnon chết đó thôi. Absalom đã chạy trốn. Kẻ tôi tớ đang ở vọng canh, ngước mắt lên, nhìn thấy một đoàn người đông lắm đi tới, do theo đường Tây về phía núi. Jonadab tâu cùng vua rằng: Tôi thấy các vương tử đến. Việc đã xảy ra y như tôi tớ vua đã nói. Người nói vừa dứt thì thấy các vương tử đến, họ đều cất tiếng lên khóc. Vua và hết thảy tôi tớ cũng đều tuôn tràn giọt lụy. Còn Absalom đã chạy trốn và ẩn tại nhà Thanh Mai, con trai Amihud, vua xứ Geshur. David để tang cho con trai mình luôn luôn. Absalom trốn tại xứ Geshur 3 năm. Đoạn, vua David bỏ không đuổi theo Absalom nữa, vì vua đã được giải buồn về sự chết của Amnon. Chương 14. Bây giờ, Joab con trai của Seruya thấy lòng vua hướng về Absalom, thì sai đi tìm tại Thekoa một người đàn bà khôn khéo mà dặn nàng rằng: Hãy làm bộ có tang, mặc áo chế, chớ sức dầu trên đầu nàng, xong hãy có dáng một người đàn bà đã từ lâu ngày khóc một kẻ chết. Đoạn, hãy vào đền vua, tâu cùng vua theo cách này. Joab bèn để trong miệng nàng các lời nàng phải nói. Vậy người đàn bà ở Thekoa đi đến cùng vua, sấp mình xuống đất mà lại rồi tâu rằng: Lạy vua, xin hãy cứu tôi. Vua nói: Ngươi muốn chi? Nàng thưa rằng: Hỡi ôi, tôi quá bụa, chồng tôi đã chết. Kẻ đòi vua vốn có hai con trai, chúng nó đã đánh lộn với nhau ở ngoài đồng, và vì không ai can ra nên đứa này đánh đứa kia chết. Vì đó cả dòng họ đều dấy lên nghịch cùng con đòi của vua và nói rằng: Hãy nộp cho chúng ta kẻ đã giết em mình, chúng ta muốn giết nó để báo thù em nó mà nó đã giết, và mặc dầu nó là kẻ kế nghiệp, chúng ta cũng sẽ diệt nó. Vậy chúng toan tắt đóm lửa còn lại cho tôi, không để cho chồng tôi hoặc danh hoặc dòng dõi gì trên mặt đất. Vua nói cùng người đàn bà rằng: Hãy trở về nhà ngươi, ta sẽ truyền lệnh về việc ngươi. Người đàn bà Thekoa thưa cùng vua rằng: Lạy vua chúa tôi, nguyện lỗi đổ lại trên tôi và trên nhà cha tôi, nguyện vua và ngôi vua không can dự đến. Vua tiếp: Nếu có ai hăm dọa ngươi nữa, hãy dẫn nó đến ta, nó sẽ chẳng còn dám đụng đến ngươi đâu nữa. Nàng tiếp rằng: Tôi cầu xin vua hãy chỉ Jehovah Đức Chúa Trời của vua làm chứng rằng kẻ báo thù huyết chớ làm hại tôi càng nặng hơn và giết con trai tôi. Vua đáp: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng một sợi tóc sẽ chẳng rụng xuống khỏi đầu của con trai ngươi. Người đàn bà lại tiếp: Xin cho phép con đòi vua còn tâu một lời cùng vua chúa tôi nữa. Vua đáp: Hãy nói. Người đàn bà nói: Vậy thì sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời vua chẳng đoán xét đồng một thể? Vua phán lời đó giống như kẻ có tội, vì vua không đòi về đứa con trai mà vua đã đày đi. Vì rốt lại, chúng ta là kẻ hay chết, giống như nước chảy trên đất không hốt lại được. Nhưng Đức Chúa Trời không cất mạng sống đi, Ngài biết tìm cách thế đặng không đẩy kẻ bị đày cách xa Ngài. Bây giờ, nếu tôi đến tâu cùng vua chúa tôi, ấy vì dân sự làm cho tôi run sợ. Con đòi vua có nghĩ rằng
mình phải tâu cùng vua. Có lẽ vua sẽ làm điều con đòi vua cầu xin. Phải, vua sẽ nghe con đòi vua mà giải cứu nó khỏi tay kẻ muốn diệt chúng tôi, là tôi và con trai tôi, khỏi sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Vậy, con đòi vua đã nghĩ rằng, chớ chi lời của vua chúa tôi ban cho chúng tôi sự an nghỉ, vì vua chúa tôi khác nào một thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu sự lành và sự dữ. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua ở cùng vua. Vua nói tiếp cùng người đàn bà rằng, chớ giấu ta chi hết về điều ta sẽ hỏi ngươi. Người đàn bà thưa rằng, xin vua chúa tôi hãy hỏi. Vua hỏi, có phải Giô-áp đã đặt tay vào mọi điều đó chăng? Người đàn bà thưa rằng, vua chúa tôi ơi, tôi chỉ mạng sống của vua mà thề, người ta không thể xít qua bên hữu hoặc bên tả đặng khỏi điều vua chúa tôi mới nói đó. Phải, ấy là Giô-áp tôi tớ của vua đã truyền lệnh cho tôi và để các lời này trong miệng con đòi vua. Giô-áp tôi tớ của vua đã làm như vậy để làm cho việc này thành ra cách mới. Nhưng chúa tôi là khôn ngoan như thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu rõ mọi việc đã xảy ra trên đất. Vua bèn nói cùng Giô-áp rằng, vậy vì ngươi đã làm việc này, hãy đi đòi gã trai trẻ Absalom trở về. Giô-áp sấp mình xuống đất lại và chúc phước cho vua mà rằng, vua chúa tôi ơi, ngày nay tôi tớ vua biết rằng nó đã được ơn trước mặt vua, vì vua đã làm điều tôi tớ vua đã cầu xin ngài. Giô-áp bèn trỗi dậy đi đến Geshur-ơ, đem Absalom về Jerusalem. Vua bèn nói rằng, nó phải rút ở trong nhà nó, chớ ra mắt trước mặt ta. Ấy vậy, Absalom rút ở trong nhà mình, không ra mắt vua. Vả, trong cả Israel, chẳng có một người nào được khen chuộng về nhan sắc mình như Absalom. Nơi mình người, từ bàn chân cho đến chót đầu, chẳng có tì vết gì hết. Mỗi năm, người hớt tóc mình vì nặng làm cho người bất tiện, thì tóc người cân được 200 siếc lơ theo cân của vua. Absalom sinh 3 con trai và 1 con gái tên là Tama. Nàng là người nữ rất lịch sự. Absalom ở tại Jerusalem trọn 2 năm không ra mắt vua. Kế đó, Absalom đòi Giô-áp đặng sai người đi đến cùng vua, nhưng Giô-áp không chịu đến gần người. Absalom đòi người lại một lần thứ nhì, song Giô-áp lại từ chối không muốn đến. Absalom bèn nói cùng các tôi tớ mình rằng, hãy xem ruộng của Giô-áp là ruộng lúa mạch kia, ở gần bên ruộng ta. Hãy đi châm lửa vào ruộng ấy. Các tôi tớ của Absalom bèn châm lửa vào ruộng đó. Bây giờ Giô-áp đứng dậy đến cùng Absalom trong nhà người mà nói rằng, cớ sao các tôi tớ ngươi có châm lửa vào ruộng ta? Absalom nói với người rằng, hãy đến đây, ta sẽ sai ngươi đến cùng vua đặng nói rằng, tôi đã ở Geshur-ơ trở về làm chi? Thà tôi còn ở đó thì hơn. Vậy bây giờ tôi muốn ra mắt vua, ví bằng tôi có tội ác gì, xin vua hãy giết tôi đi. Vậy Giô-áp đi đến vua thuật lại các lời ấy. Vua bèn đòi Absalom đến. Người vào đền vua, sấp mình xuống trước mặt vua, và vua hôn Absalom. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh,
ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.